thuốc nữa, nhưng mà người ta lại không cần nữa. Xin chào toàn thể bà con làm máy nông nghiệp. Hiện tại là tôi đang có mặt tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay anh em chúng tôi đem sản phẩm của mình là dàn cày 5 chảo hạng trung bình, chuyên dành cho cày ruộng cho bác chủ máy. Một con máy mới từ nhà sản xuất đưa về được cách đây một tuần và chỉ chờ ngày đẹp, giờ đẹp để anh em chúng tôi đem sản phẩm của mình đến để kết hợp cùng với lại chiếc máy, tạo ra một công cụ hoàn hảo nhất. Anh thấy ổn ổn chưa? Thẳng thẳng chưa? Đấy. Chạy máu nó đang kiểu con ăn cứu quả đấy. Sao cơ? Chạy máu nó đang kiểu con ăn gâm về xỉa ăn cứu quả. Vâng. Hơi nhếch lên tí. Nó tàu hà cực kỳ. Vâng. Nhìn nâng tay ra biết mà. Không, con này chỉ đẩy dài cái đơ thôi, cái chảo, tại giờ nó có xá, nó có rõng rồi, là bánh nó xuống là cái chảo ăn đều. Chỉ có một cái chảo cuối là mình đẩy dài cái đơ giữa ra một tí thôi. Nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi thì. Nhưng mà bánh lái anh thấy nó còn vả không? Nó vả sang bên kia một tí. Lại vả, giờ lại vả. Giờ cũng chỉnh như lúc giống này cho nó vả sang bên này này. Nó cho ăn đầu ra bên này. Đất bùi như đất bôi á. Cái này nâng lên tí nữa nè, ăn cú, cực ăn cú quá. Để ăn cú đi nữa. Cái này mà mình căng ốc không giữ chặt cái này, nó lại quay về vị trí cũ. Để em cho cái này xuống một hai em. Rồi, anh cái gì? Anh chủ máy năm nay chắc là chủ ngoài 30 chút thôi. Dạ? Anh chủ máy? À đây à? Đây là anh trai. À. Anh năm nay 25 tuổi. Chạy máu của anh đó. Cái ruộng này nó hơi dài mà ngọn
gốc nó còn nhiều quá, em đi em đau chân quá. Có khả năng là em xin được một vài giây nữa là em dừng lại thôi. Anh em có yêu mến thì liên hệ với anh Vũ Xuân Hải, số điện thoại 0982975256 hoặc Zalo 0936975256. Cơ sở tại xóm 5 Kinh Hồ 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Máy Kubota L3218 Việt Nam. Kéo dàn cày 5 chảo dư tải. Nói chung là rất là ok. Em xin phép được tạm dừng video tại đây. Úi dồi, máy mới mà ông ấy đâm vào cái đường bê tông kia. May mà có ba đợt sốc, có đối trọng. Một chiếc máy trị giá 280 triệu. Trường hợp mà nó hơi sâu như này, nó sụt như này thì anh em hơi nâng tay thủy lực lên một chút.